Wow, cả nhà ơi, mình mới xem phim của Ali Wong trong phim Beef của Netflix thì mình thấy có một người quen mà rất ngạc nhiên luôn, đó là diễn viên Hồng Đào. Các bạn biết không, trong video mình đăng của diễn viên Kiều Trinh, mình sẽ để link ở dưới đây. Cô ta có nói là Nguyễn Cao Kiều Duyên sẽ đóng trong phim Sympathizer mà bây giờ thì có Hồng Đào đóng trong phim Hollywood với vai diễn là người mẹ của Ali Wong. Vâng, nhà bé của Canada đó đúng chứ? Vâng, người thứ nhì là từ Canada. Wow. Ở bên đây thì lại ít người được. À thế hả? Vâng. Vâng. Có một người nào rất là quen đóng với chị nữa? Dạ, thưa có Kỳ Duyên ạ. À, cô Kỳ Duyên. Dạ, vâng. Nếu tôi không lầm là Kiều Duyên đóng vai mẹ của cô ấy. Dạ. Đại khái như vậy của chị. Là vâng. Câu chuyện nó không hẳn là... Không phải là câu chuyện đó của gia đình cô ấy, nhưng mà... Thế nhưng mà đóng vai vợ của ông tướng. À vâng. Vâng, thế thì là Kiều Duyên đóng cái vai đó. Kiều Duyên rất là vui. Dạ vâng. Rất là vui. Thế chị đóng vai vợ ông nào? Xin nói thêm nữa, bộ phim truyền hình Beef này là hài kịch của Mỹ do Lee Sung-jin tạo ra cho Netflix. Phim có sự tham gia của Steven Yeun và Ali Wong trong vai hai người có liên quan đến vụ ẩu đả trên đường mà làm ảnh hưởng rất nhiều về cuộc sống riêng tư của họ. Phim này tổng cộng là 10 tập và hiện giờ đang đứng vị trí số 2 của TV shows của Mỹ. Kết thúc thì mình cảm thấy rất là hãnh diện cho người châu Á mình, dạo này đã phát triển nhiều trong lĩnh vực điện ảnh. Nếu thích video, xin cho mình một like và subscribe nhé. Hẹn gặp lại và nhớ đón xem phim mới này nha.